À, cái vụ đó là mới là đọc, không biết anh Hai Minh biết chưa? Biết rồi, anh Lê Minh biết rồi. Anh biết cái vụ cậu đọc rẻ hai máy rồi. Cậu đọc mà rẻ hai máy mới đọc. Chưa biết phải không? Thủy biết chưa? À, là cái vụ này á, là có một anh chàng là xin tiền vợ đi hắt tóc, mà đi từ 5 giờ chiều cho gặp bạn bè nhậu cho tới 11 giờ khuya mới về. Vợ tắt đèn thả mùng ngủ rồi, nghe anh lục đục về hỏi hắt tóc gì giờ này mới vậy. Anh ơi, em thông cảm, bữa nay chỗ tiệm nó đông quá. Mà giờ này mới hết xong. Đâu tới đây coi thử. Anh ơi, thằng thợ nó hết, nó buồn ngủ quá rồi, nó hết ba chớp ba nhán, hư sửa tới sửa lui, rốt cuộc cậu đọc rồi. Rồi cậu đọc đâu đưa thử. Anh lợi dụng là tắt đèn rồi, bỏ mùng, anh đút cái mông anh vô. Thì vợ xoa xoa xoa, ô nó cạo con láng thiệt á, nhưng mà cậu đọc bày đặt rẻ hai máy chứ vậy. Đánh chữ dưới mà. Anh em mình ký chữ ký rồi ra hái ra bằng chữ đó nha. Cái gì? Rồi, hai con này chỉ ký thôi nha, không có ký à. Mày thổi điện đây mà muốn thổi điện mà để cho lọt ở chợ hả? Tao đâu biết tao đóng đường đâu, đường thôi. Nói bỏ trước là năm rồi, trước bên Phúc Tiến mày biết rồi. Đâu có Phúc Tiến đâu. Mày cũng Phúc Tiến nữa. Sao tao nói Phúc Tiến? Mà phần dung nữa nghe, nhà ngay chợ nữa, họ rút đầu vô chưa ngay chợ. Mày cứ đấy đi á. Còn bằng cách sau, tay sau. Bà tưởng vợ hồn ai biết được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Về đây trong tình thân ái, quên đi bao ngày dài nhọc nhằn vất vả lo âu. Ta về đây tìm nhau, tìm lại những ngày xưa yêu dấu, và cùng các tiếng ca dâng mẹ bài ca năm xưa. Ave Maricela, Dei Mater Anima, Atque Sempre Virgo, Felice Li Porta, Atque Sempre Virgo, Felice Li Porta. Vedei, nhớ về đây nhé, sao biển